lâu rồi mới trở lại Hà Nội. Không phải trở lại Hà Nội mà trở lại cái phòng của tôi. Thì buồn cười xa xưa. Hôm nay mua thêm mấy cái cây. Đã quyết đi chợ không mua rồi mà thấy vẫn cứ mua bác. Mà người không phải phiên chợ chính mà mua của những nhà kinh doanh ở đấy. Giá nó có cao hơn. Đấy thì hôm nọ tiếp. Cũng tiếp mãi cây ổi. Cây ổi mà hơn 4 triệu ấy. Mua mà người ta lật lọng người ta bán cho người khác ấy được giá hơn ấy. Đấy thì buồn mãi cái này ra thôi thì cứ mua vài cái cây nho nhỏ để dưới này đấy thì được chiến được hai cái ổi giáng tùng bằng ngón tay thôi với lại hai cái tường vi này đấy hai cái tường vi này với lại một đống chậu này thiệt hại hơi nhiều đấy quá phải ba cái chậu hai cái tường vi hai cái ổi thiệt hại khá đấy đấy thì thôi cái chuyện kinh tế thì nói sau còn đằng nào cũng tiêu rồi để trồng hai cái ổi đó nha xem có ra gì cả. Cây ổi nhỏ thì cho vào cái chậu này bằng cái bát này, này. Cây to thì trồng ở chậu cũ chưa mua kiểu hết tiền. Đúng chuẩn dáng tùng chỉ bằng vòng bàn tay này bầu bằng bàn tay này nhá thẳng tắp luôn cho nên thích tay tán thì tính sau tí em quay thân thẳng tắp luôn có lửa cái này không vừa không ướm mới chết dở không ướm mới chết dở dễ chính của loại thò này mới đi không vừa rồi phải đổi cái độ khác rồi cái giờ hơi này thì hơi buồn xấu quá mà trồng ngay không trồng ngay thì tèo
một chút, một chút, một chút đã. Đây đất mua được rồi, không sẵn nhiều quê đó, tầm 1 mét làm cây ổi sáng tùng. Cây này bé nhưng mà đẹp hơn cây to. Đâm ra cây này trồng cái chậu rách. Bé hơn thế kìa, à, to hơn thế kìa. Trời đất. Không không, chỉ kết nối hai cái đầu vào nhau, nó không ép bình thường. Xem nhá. Rồi rồi nha. Hả? Ôi, biết rồi.
chờ em dọn rác nha bác nhé, xong quay. Thì nó cũng tầm đấy thôi, thẳng đường mà. Về trong VNPT ra thì qua 3 tầng ấy, qua 4 tầng ấy. Cái chỗ mà hôm anh em kéo cho cái đường gì của nhân dân ấy. Đó, ok, để báo lại 20 kia. Thế còn trong nhà thì để mấy anh tự kéo nhá. Rồi rồi, ok. Ok. Rồi, ok. Ôi xe, nhiều việc quá. Cái cây bé bằng ngón tay này coi, nhưng mà thẳng như điều chỉ đúng gắn tùng ngọn này sẽ làm lại hết, vì làm cây nghệ thuật chỉ có cái cành tay buông thôi. Đó. Để tính tiếp, nó còn non quá, con này cũng vậy, con này cũng bị cắt bỏ, này cái tay buông thôi. Để cái đây còn cái này được cái ngọn nhỏ nhỏ kia, bỏ ngọn cò này. Có thể sẽ là như thế. Đấy. Có vẻ được rồi nha. Có vẻ đấy. Đấy, đoạn tường vi này thì nay tối rồi, không trồng được. Điểm khác, có cái chậu kia, hai cái chậu kia. Đấy. Hai cái chậu đấy nhá. Chậu bên kia, cái chậu mua kia thì lại không vừa cái này. Đây là trồng toàn bằng chỗ rách. Chỗ các bạn mua có còn là cái thùng kìa. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nha.